Vâng, xin chào các bạn. Tối buổi chiều hôm nay thì mình sẽ phun nửa này vào buổi chiều. Và cái này tối mình sẽ hôm nay bây giờ đang là buổi tối, mình sẽ thử phun vào buổi tối xem nó có đẹp hay không. Các bạn xem nhé. Đây là bình 530. Bình xịt. Cái bình này để tẩy rửa các cái chất màn hình hoặc là các cái rửa mên. Còn đây là bật lửa. Bật lửa này là tan AK. Các bạn cùng đi ra ngoài kia với mình nhá. Trời tối ấy. Trời tối ấy, thấy chưa? Thêm nha. Hôm nay mình bố ra chưa? Bố bắn phát bố mồm. Nữa. Hết rồi. Bốn. Hết rồi. Bốn. Đây. Còn đâu mà nghịch.